Năm ngày cuối tháng 2 âm lịch, ba con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng thần tài, làm đâu thắng đó, đếm tiền mỏi tay. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với đạo sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, bất kể chúng ta sinh ra là ai, thì khi sinh ra đều mong cầu cho mình có một cuộc sống được như ý, mọi việc được thuận lợi, suôn sẻ, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là những thứ mà con người phải dành cả đời để mà cố gắng đạt được. Và ông trời thì để sinh mỗi người có một cái số mệnh khác nhau và gia cảnh học thức cũng sẽ khác nhau. Nên số phận con người cũng không giống như là gì, không giống như nhau. Cổ nhân có câu nói, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích. Có cố gắng thì cũng chỉ như là dã tràng xe cát mà thôi. Có người khi sinh ra đã tốt số, cuộc sống thì sống trong nhung lụa, tiền bạc thì rủng rỉnh, nhà rộng, xe sang, đất đai thì nhiều vô kể. Nhưng mà cũng có không ít người phải nai lưng trong cuộc sống để mà gì bươn trải làm ăn, nhưng mà vẫn túng thiếu khổ cực, khốn khó trăm bề, làm mãi mà vẫn không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, trong số 12 con giáp thì sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch tới đây. Những con giáp này sẽ được cát tinh chiếu rọi, quý nhân dẫn đường chỉ lối. Sự nghiệp thì không hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo cái tài vận dồi dào, tiền bạc thì nhét chật két. Để biết cái vận trình chi tiết của 3 con giáp này trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch sắp tới sẽ ra sao, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn là những người thông minh, tràn trề cái sinh lực và cái sức khỏe luôn dồi dào. Họ là những người rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại không xảo quyệt. Và trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ cảm thấy cái vận may của mình được cải thiện rất là nhiều. Các bạn có thể được ban phúc cho cả sự nghiệp lẫn trong tình yêu. Nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng này thì những người tuổi Thìn nên tận dụng cái sự may mắn để tìm kiếm cái cơ hội mới và làm những cái điều mà mình chưa từng nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày, để làm cho cuộc sống của các bạn trở nên thú vị và được khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, bản chất mạnh mẽ và thông minh, các bạn không cần phải lo lắng đến cái sự nghiệp, miễn là các bạn hành động theo cái cảm xúc của mình. Trong cái thời gian này, nói chung ấy, những cái vấn đề tầm thường đã gì gây ra một cái cuộc khủng hoảng cho sự nghiệp của các bạn. Điều này đôi khi khiến cho các bạn sợ hãi và căng thẳng. Nhưng trong 5 ngày cuối tháng, các bạn sẽ gì không bị làm phiền bởi những cái vấn đề tầm thường và có thể là mong chờ cái may mắn đến với mình trong vấn đề sự nghiệp. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng nên tự mãn, hãy bình tĩnh làm việc theo cái cách thực tế nhất. Bên cạnh đó, trong 5 ngày cuối tháng này thì các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo nó có nhiều cơ hội đổi mới sẽ đến với những người tuổi thìn trong công việc. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn thảo luận với cấp trên nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái kế hoạch phát triển bản thân trong tương lai. Đây cũng là một cái thời điểm tuyệt vời để hòa đồng với những người xung quanh. Cùng với việc kết bạn mới, đồng nghiệp của các bạn cũng có khả năng sẽ trợ giúp các bạn trong các dự án tại nhà. Vậy nên quý vị hãy cố gắng tập trung vào cái mục tiêu nhất định của mình trong thời gian này. Thêm nữa, công việc được hanh thông thuận lợi dẫn đến là cái vấn đề tài lộc của những người tuổi Thìn cũng sẽ là được gì? Hanh thông thuận lợi. Các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian thu tiền mỏi tay, dòng tiền đến tuy chậm chạp nhưng mà đủ để các bạn trang trải tất cả các chi phí sinh hoạt của mình. Tuy nhiên, các chỉ số chiêm tinh vẫn chỉ ra rằng các bạn có khả năng mất mát tài chính cũng khá là lớn. Đấy. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này các bạn cũng cần phải là cực kỳ là cảnh giác, tránh tất cả những khoản đầu tư mà nó không rõ ràng. Đấy. Mọi sự tham lam thì đều dẫn đến cái thảm họa về tiền bạc. Bên cạnh đó, thì trong thời gian này cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn cũng khá là tốt. Nếu bạn còn độc thân thì các bạn sẽ có cơ hội tìm được những người có cùng chung chí hướng, bắt đầu một cái mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian này. Nếu mà các bạn đang yêu hoặc là đã kết hôn ấy, thì may mắn sẽ là gì? Bình thường, bởi vì bạn quá chiếm hữu và mạnh mẽ, khiến cho người đó gì hài lòng và gì lúc nào cũng tôn trọng bạn. Do vậy, các bạn cũng cần phải gì đặt mình vào vị trí của đối phương, nhẹ nhàng một chút, ân cần một chút để cho đối phương có nhiều cái không gian riêng tư
giữ cái cảm giác là bí ẩn và duy trì cái mối quan hệ được ổn định hơn. Thêm nữa, những ngày cuối tháng này thì các bạn sẽ dễ mắc bệnh nhẹ và có thể có những cái thương tích nho nhỏ. Do đó, những người tuổi Thìn ấy thì nên theo dõi sức khỏe của mình, đừng bao giờ coi tuổi trẻ là cái cớ để mà hành động liều lĩnh mà không quan tâm đến cái sức khỏe của mình. Quý vị hãy đặc biệt đấy, hãy đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu trong mọi tình huống. Thì ngoài ra hãy chăm sóc sức khỏe của bạn bằng cách là gì, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, luyện tập thể dục thể thao để gì nâng cao cái vận thế cho mình trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ nhất. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 5 ngày tới nó sẽ mang đến cái vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho những người tuổi Tỵ. Hứa hẹn đây là một cái thời điểm thăng hoa rực rỡ. Trong công việc thì những người tuổi Tỵ có những cái biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi và biết nắm bắt lấy cái thời cơ. Ngoại giao cũng tốt nên là có nhiều cơ hội được thăng chức tăng lương trong cái thời gian này. Về mặt tài lộc thì những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì cầu tài đắc tài, tàu cầu lộc đắc lộc, cả thu nhập chính, thu nhập phụ đều gia tăng đáng kể. Nhìn chung ấy, những người tuổi Tỵ sẽ có một cái khoảng thời gian khá là dư dôi về cái mặt tài chính. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này thì quý vị cũng khá là khỏe mạnh, không có cái gì phải lo lắng quá nhiều. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị có thể là gì yên tâm mà lo cho cái vận trình công việc sự nghiệp của mình. Nói chung ấy, về công việc thì những người tuổi Tỵ sẽ gì như được gặp được thiên thời địa lợi. Mưu sự thì dễ thành, gặt hái được những thành quả rực rỡ trong cái thời gian tới. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để những người tuổi Tỵ chú trọng mở rộng cái phương diện ngoại giao, tăng cường cái giao lưu hoặc là tiếp xúc với những người quyền thế. Khi mà thời cơ đến thì họ sẽ là những người quý nhân nâng đỡ trên con đường công danh sự nghiệp cũng như là quan chức của các bạn. Cái thiếu của những người tuổi Tỵ nói chung nằm ở cái sự quyết đoán nhất quán về cái mục tiêu và cái kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được thì chắc chắn sẽ thu về những cái thành công rực rỡ. May mắn lại được cát tinh nó trợ mệnh. Vậy nên những người tuổi Tỵ nói chung cũng sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí là khát khao đến cháy bỏng. Rất tốt cho những cái ai mà đang gì muốn khởi nghiệp trong cái thời gian này. Tỷ lệ thành công cũng khá là cao. Bên cạnh đó, công việc thì có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng nghỉ. Vì thế mà không có lý do gì mà những người tuổi Tỵ lại gì gặp khó khăn trên con đường thăng tiến của mình. Thời cơ đã đến, quan lộ thì mở rộng thênh thang. Quý vị hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, các bạn cũng sẽ gì biết cách để chinh phục những cái thử thách và tiến đến cái thành công. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, về cái mặt tài lộc ấy, tiền bạc ấy, thì trong thời gian này những người tuổi Tỵ lúc nào cũng khá là rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập dù là chính hay là phụ thì đều tăng lên mạnh mẽ. Nói chung ấy, những người làm công ăn lương thì cũng sớm được tăng lương thăng chức. Những người làm chủ, làm tư thì sẽ buôn may bán đắt, tiền bạc cứ ùn đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm thì hung tinh nó tác động về cái tinh thần. Đấy, vậy nên quý vị đôi khi sẽ suy nghĩ tiêu cực về cái chuyện kiếm tiền hoặc là làm giàu. Đôi khi cũng có những cái xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi cái tầm tay. Thì ngoài ra, đây cũng là cái thời điểm mà các bạn gì có thể vướng vào một chút cái chuyện kiện tụng thị phi lao lý hoặc là những tranh cãi thường xuyên. Quý vị hãy nhớ kỹ để cái điều này kiểu gì lại dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang, lại kêu trời trời không thấu mày kêu đất thì đất cũng chẳng hay. Thêm nữa, trong 5 ngày cuối tháng
thì tình duyên gia đạo của những người tuổi Tỵ cũng khá là ổn định. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa, có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ và kết thân đối với nhiều đối tượng ưng ý. Tình yêu thì nhanh chóng được nảy nở, hứa hẹn đám cưới thì hạnh phúc. Có điều để đạt được cái điều đó thì những người tuổi Tỵ nói chung cũng cần phải nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công thì đều đến từ cái sự cố gắng. Nói chung trên đời không có cái bữa trưa nào miễn phí cả, đúng không ạ? Còn với các cặp đôi đang yêu thì tình cảm càng tiến triển theo cái chiều hướng tốt đẹp. Có điều là hung tinh đôi khi nó lại khiến cho các bạn gì có biến đổi cái tâm tư một cách bất thường nếu không kiểm soát được cái cảm xúc của mình ấy. Và để cái tôi nó quá cao ấy thì đôi khi dễ nảy sinh ra những mâu thuẫn, khó mà tiến đến chuyện hôn nhân hạnh phúc được. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về cái chuyện con cái trong thời gian này. Nói chung ấy, các bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng về cái mặt tinh thần và vật chất để chuẩn bị chào đón những cái điều tốt đẹp nhất đến với mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng thì những người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành công nhất định trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Những cái thành tích mà các bạn đạt được ấy, thì cũng không ít. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa với việc là được thăng quan tiến chức. Nói chung, con giáp này cẩn thận tỉ mỉ, luôn nghiên cứu kỹ càng trước khi mà hành động và có cái phương án dự phòng thích hợp. Thành tích làm việc của các bạn thì nói chung ấy, cũng gặt hái được nhiều cái thành quả mỹ mãn hơn xưa. Có điều trong thời gian này thì cái cơ may thăng quan tiến chức của những người tuổi Sửu cũng không nhiều lắm. Dù cố gắng rất nhiều nhưng mà so với những cái tiêu chuẩn thì để được một cân chắc thì vẫn còn thiếu một chút. Hoặc là đơn giản con giáp này còn thiếu đi cái sự may mắn cần thiết. Vậy nên quý vị hãy cứ gì cố gắng hết sức, còn may mắn thì gì để cho ông trời quyết định. Một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự thăng cấp trì hoãn có thể là do gì? Bản mệnh chưa xử lý tốt các quan hệ trong công việc của mình, dễ nảy sinh ra các bất đồng với cấp trên. Có thể thấy, trong 5 ngày cuối tháng thì cũng sẽ có một vài cái sự thay đổi vị trí về chức danh làm việc. Nhưng mà khó có thể gọi là thăng chức bởi quyền lực mà con giáp này có ở cái vị trí đó cũng không lớn, không khác biệt nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, đây cũng có thể chính là cái cơ hội để những người tuổi Sửu học hỏi những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm quản lý bên cạnh cái kinh nghiệm làm việc của mình ấy. Sau những cái cố gắng nỗ lực của mình ấy, thì những người tuổi Sửu có thể hy vọng vào cái khả năng được cất nhắc tăng lương hoặc là lên những vị trí cao hơn. Thành công mà những người tuổi Sửu đạt được trong cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, cũng không hề nhỏ. Những người tuổi Sửu cũng có thể xem xét tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến cái yếu tố như là gì buôn bán kinh doanh trong thời gian này cũng khá là lợi đó. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể xem xét đến cái việc hợp tác làm ăn, mượn cái sức hợp tác của người khác để có thể tiến nhanh hơn trên cái con đường mà mình đã chọn. Cơ hội làm ăn thì không có nhiều, nếu mà không tiến thật nhanh ấy thì sẽ dễ dàng bị đối phương đuổi kịp và cạnh tranh kịch liệt. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong khoảng thời gian trước đó thì những người tuổi Sửu cũng gặp khá nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cái vấn đề về tài chính của mình. Nhưng bắt đầu từ 5 ngày cuối tháng này trở đi sẽ có những cái nhiều cái may mắn nó đến với mình. Thưa quý vị, đã được biết đến cái sự trung thực và kiên trì của mình, những người tuổi Sửu sẽ được đón nhận cái sự khen ngợi của cấp trên trong những ngày cuối tháng này. Các bạn thậm chí còn có cơ hội để bắt đầu một cái gì đó mới. Đừng có lãng phí cái may mắn của mình nó đến trong thời gian này. Quý vị hãy nhanh chóng nắm bắt, kẻo cơ hội nó lại rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, quý vị hãy quan tâm đến đồng nghiệp vì bất hạnh có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Đấy. Mặc dù các bạn đánh giá cao cái sự trung thực và đáng tin cậy, nhưng những người khác có thể là không. Quý vị hãy chọn bạn mà chơi, đấy, chơi một cách khôn ngoan và để ý nhiều hơn đến đồng nghiệp của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm thì những người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để tìm được cái người thầm thương trộm nhớ trong những cái bữa tiệc vui vẻ. Cái vận may trong tình yêu nói chung là cũng gì khá là thuận lợi,
các bạn có thể chủ động theo đuổi cái tình yêu của mình sau một cái khoảng thời gian chờ đợi. Vì thế, để gia tăng cái vận may về tình cảm, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, bên cạnh vấn đề tình duyên thì sức khỏe của những người tuổi Sửu thì nói chung đấy cũng không có nhiều cái biến động. Các bạn cần đề phòng những cái bệnh lặt vặt như là gì? Cảm lạnh, cảm cúm, bệnh dạ dày, gan mắt. Đấy. Các bạn không nên tạo cho mình quá nhiều cái áp lực hay là thức khuya. Hãy duy trì cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi lành mạnh và cái lịch trình sinh hoạt làm việc ổn định. Cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn được khỏe mạnh và gì? Được gì? Minh mẫn hơn trong công việc. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong 5 ngày cuối tháng này, chúng ta sẽ có 3 con giáp cực kỳ là may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc thì cứ ùn ùn kéo đến. Đó chính là những tuổi sau. 1. Tuổi Thìn. 2. Tuổi Tỵ. 3. Tuổi Sửu. Đó là 3 con giáp được thần tài chiếu mệnh, may mắn đủ đường trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.